Ngọc Tâm. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Putin hiện rõ nguyên hình về cuộc chiến tại Ukraine. Chủ nghĩa đế quốc Nga lớn hơn sinh mạng của người Nga. Kính thưa quý vị, Phần Lan vừa trở thành thành viên thứ 31 của NATO và sự im lặng từ bên kia biên giới ở Nga đang rất chói tai. Trong hơn một năm, Điện Kremlin đã sử dụng viễn cảnh xa vời về việc Ukraine trở thành thành viên NATO để biện minh cho cuộc xung đột châu Âu lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Ngược lại, Moscow hầu như không đưa ra bất kỳ sự phản kháng nào đối với việc nước láng giềng Phần Lan gia nhập liên minh. Mặc dù thực tế là điều này đã làm tăng hơn gấp đôi chiều dài biên giới chung của NATO với Nga. Sự thiếu quan tâm rõ ràng của Nga đối với việc gia nhập NATO của Phần Lan đặt ra câu hỏi rõ ràng về giá trị của những nỗ lực của Vladimir Putin trong việc mô tả cuộc xâm lược Ukraine như một phản ứng hợp lý trước sự mở rộng dần dần của NATO. Nếu Putin thực sự cảm thấy NATO đặt ra mối đe dọa an ninh đối với Nga, thì ông ấy có thể đã cố gắng làm chệch hướng nỗ lực trở thành thành viên của Phần Lan thông qua sự kết hợp giữa áp lực ngoại giao và quân sự. Ít nhất, ông ta có thể tăng đáng kể sự hiện diện của quân đội Nga trong khu vực. Thay vào đó, Putin gần như đã làm không có gì. Trong khoảng thời gian kể từ khi Helsinki nộp đơn gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022, Moscow phần lớn hạn chế phàn nàn về quá trình gia nhập. Đồng thời, Nga được cho đã rút tới 80% lực lượng khỏi khu vực biên giới Phần Lan. Mức giảm mà chúng tôi thấy từ khu vực này trong 7 tháng qua đã rất đáng kể. Nga đã có tư thế lực lượng mặt đất này đối mặt với chúng tôi trong nhiều thập kỷ và giờ thực tế đã biến mất. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Bắc Âu nói với Foreign Policy vào tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, các quan chức Điện Kremlin đã phản ứng với việc xác nhận tư cách thành viên của Phần Lan bằng cách thề sẽ tăng cường tiềm năng quân sự của Nga ở khu vực biên giới. Nhưng sự khoe khoang muộn màng này chỉ là nhằm làm nổi bật phản ứng tổng thể của Nga kém hiệu quả như thế nào. Sự tương phản với việc sử dụng vũ lực tàn khốc của Moscow ở Ukraine gần đó khó có thể lớn hơn. Tại sao Putin vẫn bình tĩnh như vậy trước tư cách thành viên NATO của một nước láng giềng, trong khi tiến hành một cuộc chiến vì nguyện vọng NATO khó có thể xảy ra của một nước láng giềng khác? Rốt cuộc, ngay cả khi quân đội Nga cam kết mạnh mẽ tại Ukraine, Putin vẫn có các nguồn lực quân sự ngoại giao, không gian kết nối và kinh tế bổ sung to lớn, tùy ý sử dụng, và có thể hình dung là ông đã phản đối nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan theo nhiều cách khác nhau. Sự không nhất quán này ít liên quan đến những lo ngại về bảo mật hợp pháp. Thay vào đó, nó phản ánh chủ nghĩa đế quốc không khoan nhượng đã định hình thế giới quan cá nhân của Putin và xác định bản sắc dân tộc của nước Nga hiện đại. Ngay từ những năm đầu cầm quyền, Putin đã không giấu giếm sự cay đắng của mình trước sự sụp đổ của Liên Xô, điều mà ông luôn coi là một thất bại của Nga. Năm 2005, khi ông gọi sự tan rã của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ, ông nhấn mạnh rằng đó là một bi kịch đối với người dân Nga và hàng triệu người Nga đột nhiên thấy mình sống bên ngoài biên giới của nước Nga, ở các quốc gia mới độc lập như Ukraine. Putin thậm chí còn đi xa vào năm 2021, than thở về sự sụp đổ của Liên Xô là sự sụp đổ của nước Nga lịch sử dưới tên Liên Xô. Nói cách khác, ông coi toàn bộ thời kỳ Xô Viết
là sự tiếp nối của đế quốc Nga thời Sa Hoàng và coi việc giải quyết năm 1991 là bất cứ điều gì ngoại trừ cuối cùng. Ý thức về sự bất công lịch sử của Putin đã dẫn đến một nỗi ám ảnh không lành mạnh với Ukraine, mà ông khẳng định là một phần cố hữu của nước Nga lịch sử đã bị chia cắt. Putin thích tuyên bố rằng người Ukraine trên thực tế là người Nga, một dân tộc, và đã thực hiện một bước bất thường nhưng lộ liễu vào tháng 7 năm 2021 khi xuất bản một bài luận dài lập luận chống lại tính hợp pháp của quốc gia Ukraine. Sự cố định này càng được thúc đẩy bởi những lo ngại rằng sự xuất hiện của một Ukraine dân chủ có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho những thay đổi tương tự bên trong chính nước Nga. Putin vẫn bị ám ảnh bởi các cuộc nổi dậy ủng hộ dân chủ đã càn quét Trung Âu vào cuối những năm 1980, khi ông còn là một sĩ quan KGB trẻ tuổi ở Đông Đức, và coi việc ủng hộ nền dân chủ của Ukraine hiện đại là mối đe dọa trực tiếp đối với chế độ độc tài của chính ông. Không phải ngẫu nhiên mà trong quá trình chuẩn bị cho cuộc xâm lược năm ngoái, Putin bắt đầu gọi Ukraine là một nước chống Nga không thể dùng thứ. Trong 13 tháng chiến tranh toàn diện vừa qua, các mục tiêu đế quốc của Putin tại Ukraine ngày càng trở nên rõ ràng. Ông đã so sánh cuộc xâm lược của mình với các cuộc chinh phạt đế quốc vào thế kỷ thứ 18 của Sa Hoàng Nga Peter Đại Đế, và đã nhiều lần nói về việc trả lại các vùng đất lịch sử của Nga. Trong khi cố gắng sáp nhập 4 khu vực Ukraine bị chiếm đóng một phần, chiếm gần 20% đất nước bị chiến tranh tàn phá. Trong khi đó, quân đội của ông đã áp đặt các chính sách Nga hóa tan bạo trên khắp Ukraine bị chiếm đóng, hoàn thành với các vụ hành quyết tập thể, trục xuất cưỡng bức, đàn áp các biểu tượng quốc gia Ukraine và sử dụng rộng rãi tra tấn đối với bất kỳ ai được coi là đối thủ tiềm tàng của sự cai trị của Nga. Quan điểm đế quốc của Putin đối với Ukraine được khán giả trong nước coi là không gây tranh cãi, trong khi sự nhiệt tình của công chúng đối với cuộc xâm lược có thể khác nhau. Nhiều người Nga chia sẻ việc Putin từ chối trở thành một quốc gia Ukraine, trong khi hàng triệu người có vẻ thoải mái chấp nhận một chương trình nghị sự đế quốc rõ ràng. Tuy nhiên, thông điệp như vậy sẽ là thảm họa trên trường quốc tế. Để chống lại điều này, Putin đã tìm cách gian dựng cuộc xâm lược Ukraine như một biện pháp phòng thủ bằng cách nhấn mạnh sự bất bình từ lâu của Nga đối với sự mở rộng của NATO sau năm 1991. Cách tiếp cận này đã phát huy hiệu quả trong một bầu không khí quốc tế được tô điểm bởi tâm lý chống phương Tây và sự nghi ngờ lan rộng về vai trò chi phối của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu. Trong khoảng một năm trở lại đây, lập luận mở rộng NATO đã dễ dàng chứng tỏ là hiệu quả nhất trong số nhiều luận điểm được Điện Kremlin thúc đẩy để bảo vệ cuộc xâm lược. Trong khi khán giả quốc tế phần lớn vẫn không bị thuyết phục bởi những nỗ lực của Nga nhằm miêu tả cuộc chiến như một cuộc chiến chống lại mọi thứ, từ văn hóa hủy bỏ phương Tây cho đến những người theo chủ nghĩa Satan và Đức Quốc xã Ukraine hư cấu, thì những lời buộc tội của Moscow đối với NATO đã gây được tiếng vang trên toàn thế giới. Tuyên bố của Điện Kremlin về trách nhiệm của NATO đối với cuộc chiến đã được lặp lại bởi tất cả mọi người, từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến những người nổi tiếng và các học giả phương Tây. Thành công của câu chuyện mở rộng NATO của Nga đã làm sai lệch nhận thức quốc tế về ví dụ trơ trẽn nhất về sự xâm lược của châu Âu kể từ thời Hitler và Stalin. Nó đã khuyến khích nhiều nhà bình luận coi cuộc chiến là cuộc đụng độ giữa hai siêu cường cạnh tranh hơn là một cuộc xâm lược diệt chủng của một đế chế bành trướng. Điều này đương nhiên đã tác động đến những nỗ lực chấm dứt chiến tranh, với những lời kêu gọi giúp Ukraine tự vệ thường bị đáp ứng bởi những yêu cầu NATO giảm căng thẳng. Trên thực tế,
những cáo buộc của Nga liên quan đến sự can dự của NATO vào Ukraine chưa bao giờ đứng trước sự giám sát chặt chẽ, khác xa với việc theo đuổi Ukraine. Liên minh thực sự đã bỏ qua những lời kêu gọi cấp cho nước này một kế hoạch hành động về tư cách thành viên vào năm 2008. Thay vào đó, giải quyết những lời hứa mơ hồ về tư cách thành viên trong tương lai. NATO đã liên tục từ chối sửa đổi lập trường này, ngay cả sau khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine với việc chiếm giữ Crimea năm 2014. Vào đêm trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm ngoái, Ukraine được công nhận rộng rãi là còn nhiều thập kỷ nữa mới có khả năng gia nhập NATO. Điện Kremlin đã lập luận rằng ngay cả khi không có tư cách thành viên của Ukraine, bất kỳ sự hợp tác sâu sắc nào giữa NATO và Ukraine đều thể hiện một mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được. Tuy nhiên điều này thuận tiện bỏ qua tình trạng NATO hiện có của Estonia, Latvia và Litva. Tất cả đều có biên giới với Nga. Ba quốc gia Baltic gần Moscow như Ukraine và đã là thành viên đầy đủ của liên minh trong gần hai thập kỷ mà không có bất kỳ sự cố lớn nào. Sự chấp nhận thụ động của Điện Kremlin đối với việc Phần Lan gia nhập hiện đã làm suy yếu thêm những nỗ lực của Nga trong việc giả vờ là nạn nhân của sự xâm lược của NATO. Sau nhiều năm khẳng định rằng sự hiện diện chủ yếu là tưởng tượng của NATO tại Ukraine gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nga, Moscow phải giải thích lý do tại sao bước tiến gần đây của liên minh tới biên giới Phần Lan dài 1.340 km của Nga lại tương đối không quan trọng. Họ có thể muốn trình bày một bức tranh rất khác trước khán giả quốc tế, nhưng Putin và các đồng nghiệp ở Điện Kremlin nhận ra rõ ràng rằng bất kỳ cuộc nói chuyện nào về một cuộc tấn công của NATO vào Nga đều là vô lý. Điều này không có nghĩa là sự không hài lòng của Nga đối với việc mở rộng NATO là hoàn toàn bịa đặt. Ngược lại, những phản đối của Moscow là có thật, nhưng chúng bắt nguồn từ sự phẫn nộ hơn là những lo ngại về an ninh thực sự. Sự thất vọng của Điện Kremlin trước sự hiện diện ngày càng mở rộng của liên minh là điều không khó hiểu. Mặc dù NATO không gây ra mối đe dọa an ninh hợp lý nào đối với chính Nga, nhưng nó lại tạo ra những trở ngại lớn cho chủ nghĩa đế quốc Nga. Nói một cách đơn giản, NATO ngăn Nga bắt nạt các nước láng giềng. Điều này sẽ cung cấp cho những người chỉ trích mở rộng của NATO những điều cần suy nghĩ. Những người phản đối từ lâu đã cáo buộc liên minh khiêu khích Nga bằng cách chào đón các quốc gia từ khối Đông Âu cũ. Nhưng giờ đây rõ ràng là quyết định cô lập Ukraine trên trường quốc tế thực sự mang tính khiêu khích hơn nhiều trong thực tế. Thực vậy, các bảo đảm an ninh đi kèm với tư cách thành viên NATO có lẽ là lý do duy nhất khiến cho chúng ta hiện không phải đối mặt với một cuộc chiến thậm chí còn lớn hơn và các cuộc xâm lược tiếp theo của Nga. Trừ khi Ukraine có thể có được những bảo đảm an ninh tương tự, nếu không, một nền hòa bình lâu dài tại Đông Âu có thể sẽ khó có được sự ổn định. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.